xa quê hương và nỗi nhớ nhà gia diết trong những lần Tết đến là một động lực to lớn thúc đẩy các hội đồng hương Việt Nam tại hải ngoại tổ chức các buổi lễ tiệc tất niên để cùng nhau họp mặt nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới đang đến. Năm nay, Hội Thân Hữu Châu Đốc tại Georgia làm tiệc tất niên vào ngày mồng 3 tháng 2 tại nhà hàng Viễn Hương. Những người con miền đất ba sông bảy núi này cùng mang một nỗi niềm tương tự như hàng triệu người dân Việt Nam tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới. Nói về nỗi niềm riêng của hội đoàn mình, ông Bành Kim Hoàng, hội trưởng hội đồng hương châu đốc tâm tình, chỉ vì hai chữ tự do mà người dân châu đốc phải lìa xa nơi chốn thân thương, đầy dẫy những kỷ niệm, nơi được coi như là một miền đất trù phú thuộc miền Tây Nam Bộ. Thật vậy, trong khuôn viên buổi tiệc, tất cả các bài nói chuyện đều xoay quanh các địa danh, các nơi chốn với đầy ấp kỷ niệm và những tâm tình của một thời bỏ lại. Trong những trình bày về hoạt động tương thân tương ái của hội, như lập nhóm hội không lấy lời để hỗ trợ hội viên gặp khó khăn, tài chánh, tích cực tham gia các sinh hoạt của cộng đồng. Đặc biệt, trong lần họp mặt này, hội có đặt ra một trọng tâm rất quan trọng khác, đó là thành lập một hàng ngũ hội viên trẻ để gìn giữ những hoạt động ý nghĩa và kế thừa tinh thần đoàn kết tương thân của hội. Sau phần nghi lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và các bài phát biểu là một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn cùng các món ăn đầy hương vị Tết như bánh tét, dưa món, cũng như các tiết mục tặng quà chúc thọ cao niên và lì xì đầu năm cho thiếu nhi.